Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Vừa rồi thì em có thể mở một đoạn nhạc để các bác trải nghiệm qua cái chất âm siêu trầm đến từ JBL. Và hôm nay Tuyên Vũ chúng em có một sản phẩm cực kỳ hot, đẳng cấp giới thiệu với toàn thể các bác và anh em. Đây chính là chiếc siêu trầm JBL của mã là PRX815 các bác nhé. Với trang bị là bát 40 và đây nó nằm súp điện. À, với cái giúp dòng súp này thì các bác có thể là đã nghe từ cái thương hiệu rất là nhiều rồi, nhưng về cái mã model thì đây là những cái model nó hoàn toàn mới đó, và có giá trên thị trường thì không hề rẻ các bác nhé. Với một chiếc súp điện 40 này, hiện nay giá trên thị trường đang bán là trên dưới 40 triệu đồng một chiếc đó. Nếu như anh em dùng hai quả một cặp thì sẽ có giá là trên dưới 80 triệu đồng đó. Đây chính là dòng siêu phẩm đến từ JBL do công ty Bát Sao phân phối tại Việt Nam, và nó là thuộc của tập đoàn JBL của Harman sản xuất các bác nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng review chi tiết hơn về cái sản phẩm này và tại sao chiếc súp này nó lại có giá cao như vậy đó, và chất âm của nó thì như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Vâng, đây em đã để chiếc siêu trầm này nó cao một chút để các bác có thể là dễ nhìn hơn đó, so với để ở dưới đất đúng không ạ. Về thiết kế thì các bác có thể thấy này, từ cái lớp sơn nhá, sơn của nó cực kỳ chất lượng đó, các bác có thể thấy này, lớp sơn khi mà chúng ta nhìn vào đảm bảo với các bác sẽ ưng mắt, với sơn của nó là sơn rất là xịn sò đúng không ạ. Và đây là mặt e căng của đằng trước của em nó này đó, các bác nhìn cái lớp kim loại của nó này đó, lớp kim loại của nó làm cũng rất là đẹp luôn đó. Nói chung là những cái sản phẩm cao cấp thế này thì không thể nói là cái bề ngoài của nó không được đẹp được đúng không ạ. Bề ngoài tất cả đều là những chất liệu cao cấp đúng không ạ. Và nó cũng hay một cái là cái dòng siêu trầm này thì nó sẽ có logo phát sáng ở phía trước, và cái lớp cao, đây là cái lớp cao su nhé các bác nhé. Đó, bên trong nó sẽ có giải đèn led bên trong đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một bóng đèn led nữa này đó. Khi mà chúng ta cấp nguồn điện đó, nó sẽ báo cái đèn led này nó sáng lên đó, thì là các bác sẽ dễ biết rằng là cái siêu trầm này khi chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta đã tắt nguồn hay chưa đó, thì để chúng ta không bị quên và tránh trường hợp là cắm điện chạy dài ngày, tức là nếu như anh em mà quên không tắt đi á, thì mà các bác cứ để vài ngày chúng ta không sử dụng thì điện nó cứ chạy liên tục, nó sẽ dẫn đến om mạch đó, gây hư hỏng. Thì đó là cái mà cái đèn led là họ đã bố trí chúng ta ở phía trước. Rồi vào mặt bên trong thì ngoài cái lớp y căng kim loại bên ngoài ra thì nó sẽ có một lớp lưới bên trong này. Lớp lưới này để chúng ta có thể tránh được côn trùng, dị vật, bụi bay vào trong đã làm hư hại cho cái màng bát bên trong các bác nhé. Và bên sườn, đó bên sườn này thì chúng ta sẽ có hai cái tai sách hai bên các bác nhé. Bên này một chiếc này và bên này cũng có một chiếc luôn. Đó các bác nhìn này. Họ làm thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp luôn, và đây là thuộc dòng PRX series. Đó, thuộc dòng PRX800 series các bác nhé. Đó, và với những cái dòng PRX800 series thì nó sẽ có thêm loa, và loa là loa XT luôn đó, tức là loa liền công suất đó. Và những cái dòng này nó rất là hay, nó có thể kết nối trực tiếp tới phần mềm. Nếu như anh em dùng iPad hoặc là máy tính bảng đó, các bác có thể là tải phần mềm của JBL Connect về để kết nối trực tiếp qua Wi-Fi và setup trực tiếp trên chính cái chiếc máy tính bảng của chúng ta đó. Con này nó rất là thông minh. Đó, và tai sách của nó thì nhìn rất là ngầu đó, cầm vào đây nó là tai sách của nó là cao su cứng các bác nhá, chứ nó không phải là nhựa đó. Khi mà chúng ta cầm vào lớp cao su này nó vẫn có cái độ mềm, có độ đàn hồi đó, rất là đẹp luôn. Rồi mặt sau thì chúng ta sẽ có một bảng mạch này đó, một bảng mạch này các bác nhá. Mặt mạch thì với cái mạch này thì JBL họ trang bị cho chúng ta là mạch Connect D, mạch Connect D các bạn. Đó, Connect D cho cái công suất nó cực kỳ lớn và tiếng bass rất là sâu. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có nút connect này, connect này để cho các bác kết nối wifi. Đó, các bác có thể tự set up chiếc siêu trầm này. Đó, tại sao ở đây này họ không có đây thì chúng ta chỉ có gain này to nhỏ thôi. Đó, còn nếu như mà các bác muốn chỉnh cái con này, đã chỉnh con này tức là cắt giải cao giải thấp, thì chúng ta sẽ phải tải phần mềm về để cài đặt trên điện thoại. Đó, nó tương tự như cái vang số ấy bác. Đó, thì là nên là khi mà chúng ta muốn setup thì chúng ta sẽ phải có một cái máy tính bảng để kết nối tới để chúng ta có thể là cài đặt các bác nhé. Và có một cái điều hay nữa, nếu như anh em không có thì sao? Anh em không có máy tính bảng thì sao? Thì con này nó sẽ tự động cắt
cho các bác cắt giải thấp cho các bác luôn. Đó, các bác có thể vào trong web chính thống của JBL.com nhé, JBLPro.com. Đó, thì các bác có thể vào trong web chính thống và các bác có thể dịch ra tiếng Việt là họ đã giới thiệu rất là rõ ràng chi tiết về cái sản phẩm này rồi. Thì các bác có thể vào trong web đó để các bác có thể là nghiên cứu thêm. Nhưng với bản thân em, đã xíu nữa em sẽ test cho các bác, hoặc là như lúc đầu video em đã có nói qua, đã có mở qua một đoạn nhạc rồi, đúng không ạ? Em không hề setup, không hề căn chỉnh gì cả. Nó tự cắt, tự động cắt giải thấp cho các bác. Đó, rất là hay. Đó, còn nếu mà muốn hay hơn thì chúng ta sẽ kết nối tới máy tính bảng để chúng ta có thể là can thiệp sâu hơn. Còn không, chúng ta chỉ cần kết nối tín hiệu vào đây là chúng ta đã nghe được nhạc rồi. Và cái giải thấp của nó cho ra cực kỳ sâu. Có thể nói trong cái những năm em làm âm thanh đó, em gặp được rất ít những cái sản phẩm nào cho được cái tiếng siêu trầm ra nó sâu đến vậy. Tiếng nó rất là sâu, nghe cực kỳ đã tai. Đó, nếu như anh em đang ở gần cửa hàng chúng em, gần ở Bắc Ninh, thì mời các bác cùng nghe, đi cùng qua và nghe để tham khảo. Đó, với cái chất âm siêu trầm của cái dòng này, em không cắt gì luôn, để nguyên cho tiếng nó ra rất là sâu. Đó, thì đó là một cái điều rất là hay. Và cái giá trị rất là xứng đáng khi các bác bỏ một số tiền lớn ra mua nhé. Đó, và đây em nói tiếp theo nữa, một chút nữa thì ở phía sau này thì nó sẽ có một cái công tắc tắt mở này. Đó, đây thì các bác có thể là ninh nhé, tức là các bác sẽ ninh qua siêu trầm. Đó, ninh qua siêu trầm để kết nối được tín hiệu. Và nếu như các bác dùng loa Active nữa, tức là thuộc cái dòng PRX800 series này, thì nó sẽ kết nối đồng bộ. Tức là ví dụ như các bác có hai quả loa như vậy, như thế kia, thì các bác sẽ ninh từ loa xuống sắp luôn để nó đồng bộ một hệ thống với nhau. Thì đó là một cái dòng, cái chuỗi series của nó này. Đó, tức là sẽ có loa PRX800 và siêu trầm PRX800. Đó, thì là chúng ta sẽ ninh tín hiệu sang nhau. Đó, và nó sẽ đi đúng hướng, cái hướng âm thanh nó sẽ đi cùng nhau và đồng bộ với nhau, rất là hay. Nhưng tuy nhiên, nếu như các bác muốn sở hữu một series PRX800 thì chúng ta sẽ bỏ ra một số tiền rất là lớn. Đó, các bác nghĩ sao, một siêu trầm này chúng ta đã có giá lên tới là 40 triệu đồng rồi, đúng không ạ? Thế nhưng chơi thì phải chấp nhận, đúng không ạ? Đã chơi âm thanh chúng ta phải chấp nhận thôi. Thì đó là cái em giới thiệu qua về cái dòng PRX800 này. Thế nhưng mà hôm nay thì chúng ta chỉ nói sâu hơn về siêu trầm thôi. Và cũng sẽ ở một cái video gần nhất em sẽ nói thêm về loa dòng PRX800 này. Đó, thì đây là tổng thể chi tiết của cái dòng PRX800 này. Đó, hàng rất là chất lượng, đẳng cấp để anh em chơi âm thanh. Và bây giờ em sẽ kết nối lại một bài nữa, một đoạn nhạc nữa để chúng ta test thêm một bài nhạc vàng. Đó, để xem là cái chất âm của đồng loa siêu trầm này nó cho ra có sâu hay không. Và xin mời các bác. Vâng, em đã tìm ra một bài để có thể test cho các bác cùng nghe. Đó, và đảm bảo là cái tiếng của nó, các bác khi các bác nghe trực tiếp các bác sẽ bị nghiền luôn. Và xin mời các bác cùng lắng nghe qua. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Yeah.
bác có phải là càng nghe chúng ta càng thấy phê không ạ? Đúng không ạ? Tiếng ra rất là hay. Đó, tiếng trầm của nó đánh rất là uy lực nhá, và tiếng nó rất là sâu, gọn đó. Thì đây chính là những cái dòng siêu trầm JBL mà chúng em đang giới thiệu với các bác. Nên các bác có quan tâm thêm về những cái dòng siêu trầm này thì có thể liên hệ trực tiếp từ bên em qua số 0967779531 hoặc là 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.